chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ cách trồng hoa giấy tại nhà. Xin mời cả nhà và các bạn đón xem hết video. Xin mời! Kính thưa cả nhà và các bạn, hôm nay Trần Canh chia sẻ cách trồng hoa giấy tại nhà. Đây này các bạn, đó là một dàn hoa giấy của Trần Canh xe xe ra bông cực kỳ là nhiều. Bông các bạn thấy không, ra hoa cực kỳ hấp dẫn. Đây là cây đây Trần Canh trồng đã được một năm là như thế này các bạn. Bây giờ mời các bạn theo Trần Canh xem cái dàn ở sâu Trần Canh trồng đã được 3 năm. Các bạn xin mời. Cái dàn này mình trồng được 3 năm rồi nhưng mà cực kỳ là hoa, cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn. Trên Trần Canh quay xuống cho các bạn xem. Các bạn thấy hoa rất chi là hấp dẫn luôn. Rất cay luôn các bạn. Quá là hấp dẫn luôn các bạn. Đây là cách trồng của Trần Canh hoa giấy. Để Trần Canh kinh nghiệm, Trần Canh sẽ trồng rất là nhiều hoa giấy, làm clip cho cả nhà và các bạn cùng xem nhé. Xe kia cũng có một cây nữa các bạn. Cũng có một cây. Như thế là cả nhà và các bạn đã xem cách trồng hoa giấy của Trần Canh ra hoa như thế này. Rất là điều hoa, rất là đẹp. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà và các bạn trong những video kế tiếp hay hơn. Xin bye bye.